chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Ngày 10 tháng 10 vừa qua, Masterize Home thay mặt chủ đầu tư và các bên liên quan làm lễ khởi công đường liên phường, đường dẫn và cầu bắc qua rạch Mương Kinh, kết nối giao thông với trục chính vào khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nối liền đường liên phường đến Mai Chí Thọ và đại lộ Võ Nguyên Giáp, mở ra kết nối liền mạch cho khu đông, từng bước hoàn chỉnh giao thông và kết nối hạ tầng khu vực. Điểm đầu giao với dự án Global City và điểm cuối kết nối với đoạn đường liên phường hiện hữu, nối liền ra nút giao Cát Lái, kết nối Mai Chí Thọ và đại lộ Võ Nguyên Giáp. Đoạn đường cần thi công có tổng chiều dài khoảng 660m, vận tốc thiết kế 60 km/h, nền đường rộng 60m. Công trình dự kiến sẽ hoàn thiện và thông xe kỹ thuật vào đầu năm 2025. Khi hoàn thành kết nối, đường liên phường còn giúp chia tải cho nút giao An Phú đang quá tải xe cộ. Hiện tại, chủ đầu tư đã và đang huy động, tập kết các vật liệu và máy móc để thi công cầu bắc qua rạch Mương Kinh. Đường liên phường là một trong những tuyến giao thông huyết mạch ở Thủ Đức, giúp người dân có thể lưu thông theo trục thẳng từ khu vực phường An Phú đến các phường Phước Long B, Phú Hữu, Long Trường, Trường Thạnh và ngược lại. Trong đó, đoạn đường liên phường xuyên tâm dự án Global City hiện đã hoàn thiện với 6 làn xe theo quy chuẩn. Khi đoạn đường liên phường này hoàn thiện, sẽ trực tiếp kết nối khu Thảo Điền cũng như các khu vực lân cận đến Global City một cách nhanh chóng. Nhờ đó, hỗ trợ gia tăng tính thương mại, kinh tế cho nơi đây và các khu vực xung quanh, đồng thời góp phần hỗ trợ nhu cầu di chuyển nội thành tại khu vực Thủ Đức một cách an toàn, thuận tiện hơn thay vì người dân phải đi theo đường dẫn cao tốc. Kết hợp với cầu Nam Lý vừa được thông xe, dự án đường liên phường sẽ tạo sức bật lớn cho hạ tầng nơi đây. Ngoài ra, con đường cũng mở thêm hướng kết nối cho khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, sẽ là khu phức hợp thể thao lớn và hiện đại nhất Sài Gòn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và bình luận góp ý phía bên dưới để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!